Thế là xã này xã gì anh nhỉ? Phương Đình. Xã Phương Đình. Phương Đình. Tên anh là gì nhỉ? Anh Chuyên. Anh Chuyên, xã Phương Đình. Đúng rồi. Đứng anh ở đích xuống rồi. Không ngại đâu. Không ngại đâu. Vâng đây. Từ Vũ Tùng Tán xin kính chào các bác nhé. Vâng, hiện tại là 4 giờ chiều của ngày 19 tháng 12 năm 2020. Vâng, em đang có mặt tại xã Phương Đình, huyện xã Phương Đình là huyện nào? Đây là gọi huyện gì anh nhỉ? Quốc Oai nhỉ? Để bàn giao cho nhà bác Chuyên một bộ trường kỷ đây. Này một công việc hành ra thì vỡ một nhá. Có việc nhiều người nói gì giúp mẹ con cháu nó lại bảo đi mẹ. Nó ghét nó đéo khinh cho. Vâng, đây hiện tại là 4 giờ chiều của ngày 19 tháng 12 năm 2020 nhá. Vâng, Đồ Gỗ Tùng Tám em đang có mặt tại nhà bác Chuyên tại xã Phương Đình, huyện Đan Phượng anh nhỉ? Thón, Phương Đình, Đan Phượng, Thón đấy. Vâng, Đan Phượng, Hà Nội. Để bàn giao cho anh một bộ trường kỷ, chất liệu vũ vụ, trường đại, chất liệu vũ vụ. Vâng, chiếc trường này là rất là dày dặn, rất là khủng bác nhá. Đây bác lấy mộc về để bác chơi đúng kiểu đồ cổ vũ vụ là để mọc này. Bộ trường rất là khủng, dày chân 12 chỉ, yếm dày 4 phân, mặt 2 phân, đục tứ quý. Một bên là tùng trúc cúc mai đây. Ở trong đồ nhà bác là chơi toàn đồ cổ đây. Chiếc sập này là sập cổ đây em. À, bác Chuyên nhỉ? Đúng rồi. Cái sập này em phải có từ lâu lắm rồi đây. Nguyên chất để mọc chiếc cửu trà đó, rất là cổ. Hôm nay bác lấy tiếp của chúng em một bộ trường cũng chất liệu vũ vụ, rất là to, trường đại, dày dặn vai 14, dày 9 phân. Rất đẹp. Đây tại không gian nhà bác Chuyên ở xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Miếng ấm cu ạ. Rất chi là đẹp. Anh đẩy cái này sang cứ đẩy sang. Cứ đẩy cái góc này sang để làm kéo ra được không sao mà. Thôi đó mà. Thước từ sang mà. Rồi, rất là vị. Anh nhìn đây bút ra đây. Anh nhìn cái bên gạch kia. Vẫn chưa cần. Đúng rồi. Ai cũng đùa đấy. Cũng đùa. Anh đẩy hết cỡ xem. Phải mua là đúng rồi. Đẩy hết cỡ đi mắt mắt rồi. Là rất là dày dặn các bác nhé, quỳnh đục hai mặt. Thôi nhìn nào, được không bác? Được. Được. Nhìn dày dặn chắc chắn. Thôi nó bảo rồi, cứ trúng trường thế nào tôi thế mày. Vâng. Thế này, bữa nay bác nhìn thấy cảm thấy ưng ý chưa? Trúng trường được. Không quan trọng. Vâng. Sai không chút chút tắt đi bảo thôi. Anh em là thoải mái. Tiền. Còn bộ này là bộ thứ 3 đây. Anh Trường nhỉ? Bộ này bộ thứ 3 nhỉ? Thứ 3. Vâng. Bộ thứ 3 mình được khiêm. Vâng, bộ thứ 3 em đã trở về tới xã Phương Đình. Vâng, do toàn anh em nhà chỗ bác Trường. Trường chuyên bán quán thịt chó ở xã Thượng Mỗ đây. Vâng, thì anh đã mua và đã giới thiệu mấy anh em cùng thôn là đến xem là rất ưng ý và đã tiếp tục lấy của em là 3 bộ trường đại chất liệu gỗ lim, hàng khủng, dày dặn. Đây các bác nhìn trên hàng hình đây biết rất là chắc chắn, rất là khỏe, đồ cổ.
Và thế em xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video clip của Đỗ Tùng Tám nhá. Và cảm ơn bác Chuyên nhá. Vâng, và đã tin tưởng và đã dùng đồ cơ sở Đỗ Tùng Tám. Và xin chân cảm ơn. Vâng. Cảm ơn bác Kiểu nhá. Cảm ơn bác Chuyên nhá. Rồi, ok. Vâng. Bác nghe thôi. Em xin. Đó.